Đừng ăn chơi khi cha mẹ còn khổ. Mày làm gì vậy? Em lâu lâu em lên clip cho em nói xíu thôi mà, em nói đạo lý xíu rồi. Đạo lý để làm gì? Anh có thấy bây giờ trên TikTok mấy cái idol rồi nói đạo lý không à? Ở đây là anh review xe để anh bán xe cho mọi người xem kênh, chứ không phải lên đây để cho mày nói đạo lý, đúng không? Nhưng mà lâu lâu em mới được lên mà. Đạo lý là dành cho những con người sống triết lý mới nói được, đúng không? Mày sống và làm việc theo pháp luật, đúng không? Nãy là mày chạy test xe là phải vi phạm pháp luật rồi đó. Rồi xuống đây để chạy có 100 mấy à. Xuống để review xe. Ôi buồn ghê á. Ok anh em, bây giờ mình sẽ review Z650. Rồi, như anh em đã thấy là những gì anh em đang thấy đó là con Kawasaki Z650. Thì cái con này á, là con đáng để chơi nè. Giá mới cỡ 190 triệu á, nhưng mà bây giờ giá con này mình bán á, chỉ có 145 triệu thôi, rất là rẻ nha. Anh em nào mua liên hệ nha, đồ chơi, đồ zin đầy đủ nha. Biển số xe thành phố luôn, xuất hóa đơn rút gốc cho anh em ở xa luôn. Còn anh em ở thành phố chỉ cần mình xuất hóa đơn thôi là xong. Con xe đáng để chơi bởi vì nó rất là tiết kiệm. Nó tiết kiệm vì sao thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nói cho anh em nghe ha. Đó, cái điều đầu tiên thì cái ngoại hình của nó anh em có thấy không, thì nó giống như là nó đã là Z9 nhưng mà nó nhỏ hơn, thấy không anh em, từ cái khung sườn cho đến cái cục máy. Rồi cái tiếp theo là con này nó gọn, cân nặng của nó không quá nặng nha. Và cái mã lực của nó cũng rất là mạnh, nó hai mấy. Cái mà mình đáng nói đây là nó rất là tiết kiệm xăng. Xăng của nó mình đi mình canh nó là tầm hơn 20 cây lít, anh em thấy ghê không? 650 mà hao xăng chỉ bằng mấy con 300 thôi. Rồi nhớ chỉ có 1.6 lít không thay lọc, còn thay lọc là 1.8 lít. Anh em thấy ghê không? Nó tiết kiệm cực kỳ đó. Công nhận Kawa ra một cái con xe là tiết kiệm xăng. Bây giờ con xe này là một điểm đặc biệt đó, cho anh em coi. Cái đồng hồ á bê từ con Z9 qua luôn. Còn gì bằng nữa anh em? Ở đây á, khi những người mới tập chơi á, có hiển thị số luôn. Nó khác với lại Ninja 300 không có hiển thị số. Cái gì nữa vậy? Anh Minh, con gì, này thì gì mỏ này nữa? Nó khác với Z1000 ở chỗ nào anh Minh? Con này nó khác với Z1000 á, là con này con Z1000 nó chạy tới 1000 phân khối, nó chạy tới 1000 km/h. Còn con này là Z650 chạy tới 650 km/h. Chứ là sao? Con này hơn cả R1 luôn hả anh Minh? Hơn cả cái con mà 299 trên cao tốc luôn. Cái con 3R đó đúng không? Ừ đúng rồi. Thì á, em chạy cái đó thì em sẽ được những cái giải thưởng lớn của anh Vương tổ chức, đúng không? Anh Vương sẽ tổ chức cho em những cái giải thưởng lớn. Ví dụ như là sẽ cho em một giấy tham quan 18 tầng địa ngục. Rồi anh Vương sẽ tặng cho em là một cúp lư hương vàng. Rồi mọi người xung quanh sẽ tặng cho em cho em ăn một năm miễn phí nhan đèn. Đúng rồi. Thôi không giận. Cái này cái yên nó khoảng bao nhiêu mm á? Thì cái yên nó khá là thấp. Theo anh biết là cái yên nó khá là thấp, thấp hơn cỡ Z3 á. Thì bây giờ em là 1m62 đúng không? 1m62 thì em ngồi thử đi cho mọi người trên kênh người ta xem.
Trời ơi, đang review mà ai gọi trời. Hay nè. Gọi phải lựa giờ chứ. Đóng chân nè, không nhốn luôn. Nha. Đúng rồi. Không nhốn luôn. 1m62 chấm chân không nhón. Ok anh em. Thì những anh em có chiều cao bình thường giống như A Lý Cu Thi đây thì có thể chạy thoải mái. Đó, như mình hai cái này là hai cái gì á? Hai cái này là hai cái đèn, ví dụ như mình chạy xe hết xăng á thì mình có thể lấy hai cái đèn này mình soi ếch, mình bắt ếch. Trời mưa á, sắp tới mùa mưa rồi. Đúng không? Giờ anh em hay đây hai cái đèn chợ sáng là đồ chơi xe có sẵn nha anh em. Đồ chơi xe có sẵn trên xe là để lại cho anh em hết luôn. Một cái đặc biệt anh giới thiệu cho mày với lại mọi người xem luôn. Đâu, cái gì? Giới thiệu chiếc xe. Giỡn thôi, giới thiệu cái bô độ nè. Đây là cái bô SC. Em tìm máy được không? Tan nát tình làng nghỉ sớm. Em tìm máy nha. Rồi, đang ở số mò chưa? Rồi, cho anh em nghe bô độ SC nè. Chơi con này nữa đâu. Với cái bộ độ này á thì có thể nói thì nó không sẽ không được như bốn máy, nhưng mà với cái máy cũ 650 á nghe cũng rất là lực, nó lực hơn những con 500 hay là con Z3 ở bên đây nè. Mình có một cái con 500F để cho anh em so sánh nè. Thấy chưa? Thì hai con nó anh nói là nó ngang nhau á, nó to ngang nhau, nhưng mà con này có thời trang xíu, con kia chững chạc hơn một chút xíu. Và đặc biệt con này một cái mà cần lưu ý, đây em qua đây anh giới thiệu cho em nè. Cô đây, biết cái này là gì không? Cái này là cái mà hay chiên chiên trứng hả? Mày khùng hả? Đây là cái của, em mày coi phim Thằng Điêu Đại Hiệp không? Có. Cái mà ma vương pháp sư á, nó cầm nó xây bạc, nó đánh dương quá lại cổ lông á. Đó là thời cổ đại, bây giờ cho nên người ta chế thành cái này. Người ta chế thành cái này. Cái này là nó thắng lại. Em nhìn như cái này, nó có ABS, nó có ABS luôn hả? ABC. À, hả? Cái này có ABS luôn, phanh đĩa đôi luôn, anh em thấy ok không? Chỉ có 140 mấy triệu mà xe cũ mình bán á thì anh em sẽ sở hữu nhiều công nghệ. Em nhìn thấy mấy con xe bình thường là cái này nó ở dưới chứ. Cái nào? Cái đó là phục upside down. Còn cái này là phục upside down. Upside down phải upside down. Thì cái này nó vẫn là xài phục bình thường nha anh em, giống như của CB500F luôn. Đó. Rồi ở đây là đồ chơi có đầy đủ luôn, anh em chỉ cần mua về chỉ chạy thôi, không có cần đổ gì hết. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nữa. Có bảo vệ các nước nè. Thì con này rất là tiết kiệm, anh em khỏi cần lăn tăng nữa. Rồi ở đây có chống đổ luôn, anh em khỏi mua và khỏi cần mua gì đó. Nói chung khỏi cần làm gì đó, nói chung là rất là ok. Này, biển số thành phố Hồ Chí Minh 59A3, anh em thấy chưa? Odo chỉ có mấy ngàn thôi nha anh em. Vỏ thì còn chỉ luôn á. Nói chung là đây nè, quay cho anh em mà coi. Cái vỏ này thì nó to hơn những vỏ khác. Bánh rất là to và còn chỉ nè, gai nè. Nói nè, bên nâng đồ bảo vệ chủ xe khá là kỹ ha, lên bảo vệ chân chống đồ nè, thấy không nè, bảo vệ ở bình xăng nè, xe rất là ngon luôn. Tầm giá này thì không có thể kiếm một cái con mà ngon như vậy được. Mấy con này đẹp đấy, em mua nó nha. Tiền đâu mà mua, trừ vô lương hả? Thôi mua xe cũ trả góp gì, em trả anh 2 triệu trả góp thì ra mua xe mới luôn, hiểu không? Nhưng mua mà... xe cũ thì đừng có trả góp, đã xe cũ rồi nè. Ví dụ sẵn tiện nói luôn cho anh em nghe, xe cũ mà em trả góp, xe mình ngon không nói gì, lỡ em mua trúng một chiếc xe mà nó hư thì sao? Không, nhưng mà em thích con này rồi. Rồi em vừa trả góp rồi em vừa phải lo tiền nuôi bệnh đó, là em đổ nợ luôn. Trả góp ra mua xe mới, thiệt luôn. Có tiền thì chơi, không có tiền thì trả thì chơi xe mới. Có tiền chơi xe cũ, nó ngược đời gì đó. Rồi thì bây giờ ngồi thử yên ngồi sau, người ngồi sau có thoải mái không? Thoải mái nha. Thoải mái. Nói chung là con này có thể mình theo mình đánh giá của mình là đi trong phố rất là ok. Đi trong phố nè, đi tour, đi phượt, đi tour là ăn đứt luôn. Ăn đứt mấy idol đạo lý của mày luôn á. Ừ, kêu mấy idol đạo lý tức tức. Mấy idol kia toàn chạy xì bo ra Z không à. Con này ăn luôn á. Con này tuy nó không nói đạo lý thôi, nhưng mà nó chạy được, nó thiệt. Nói không, những đứa nó không nói đạo lý thì nó sẽ
chạy rất là dữ, hiểu không? Nó chạy im lặng. Ừ, còn nói đạo lý là nó tại trong cái bô á, thay vì cái bô của xe đúng không? Thì cái bô bằng cái mỏ. Hiểu chưa? Ok chưa? Ok. Thì giống em á, nãy nói đạo lý á, ok. Em rút kinh nghiệm. Rồi ok em. Thì con này vẫn có công tắc khẩn cấp. Công tắc khẩn cấp, công tắc chợ sáng. Đâu em quay chợ sáng cho anh em xem. Để máy. Đó. Rồi, được chưa? Đây đúng không? Rồi chợ sáng nè, nhân quan sinh nè, thấy chưa? Hàng sớm khỏi ngủ trưa luôn. Rồi con này theo anh nhớ là, tại vì mình quay luôn lần á, theo anh nhớ là nó tới 60 mấy mã lực á, rất là mạnh luôn. Mày nghĩ đi, chiếc ẹt của mày chỉ có 10 mấy mã lực thôi mà nó tới cái 60 mấy mã lực, mày thấy ghê không? Đúng rồi. Thấy ghê không? Đẹp của em có 13. Đúng rồi, thì con của đệ ẹt mà 13, ẹt nó cao lắm chứ. Đúng rồi. À, hình như 16, 17 gì chứ. Em không nhớ. Thì của em chở được một con chó, thì con này sẽ chở được một đập mà coi, 1 2 3 4 4 con chó. Ok không? Ok, uy tín không? Lấy cái này cho có phải ngon hơn không? Ừ, nhanh hơn nữa. 6 50 phân khối rồi hả? Rồi ok ha. Thì quay gần cục máy cho anh em xem nè. Em thấy chưa, cục máy đẹp can xà beng luôn. Đó. Thấy chưa? Rồi, thì anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại 0916640653 hoặc là qua tận địa chỉ 25 lô C nha, 25 lô C Lý Chi Hoàng, phường 10, quận 6 để xem trực tiếp xe, thử xe rồi quyết định mình chọn nó đem về. Đúng không? Mình gia nhập đội đua Racing Team chứ không phải là gia nhập đội đua Anh Vương 299 đâu nha. Anh em nào mà sợ giao thông nó ship tận giường. Sợ giao thông là ship tận giường luôn. Ok anh em, uy tín luôn.